có nên uống mật ong hàng ngày không? Mật ong được biết đến là một thực phẩm tốt cho cơ thể. Nhiều người có thói quen dùng mật ong hàng ngày để mang đến lợi ích cho sức khỏe. Nhưng liệu dùng mật ong hàng ngày có thực sự tốt hay không? Hãy cùng Diệp tìm câu trả lời thông qua video ngày hôm nay nhé! Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác và trả lời bạn ngay nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên là có nên uống mật ong hàng ngày hay không. Mật ong có thể sử dụng hàng ngày là nguồn cung cấp đường lành mạnh cho chế độ ăn uống. Mật ong cũng được xem là có tiềm năng rất lớn trong việc thay thế đường tinh luyện thông thường dùng trong chế biến thực phẩm. Mật ong chứa nhiều loại đường, trong đó chủ yếu là fructose cùng nhiều protein, khoáng chất và vitamin có lợi cho cơ thể. Hàm lượng calo và carbon hydrate trong mật ong khá cao nên có thể thay thế cho đường tinh luyện. Tuy nhiên, khi tiêu thụ với lượng lớn, mật ong vẫn có thể gây nên những bất lợi đối với sức khỏe. Do đó, cần tiêu thụ mật ong với lượng vừa phải và hợp lý để thực phẩm này phát huy tối đa công dụng đối với sức khỏe của con người. Lượng mật ong khuyến cáo dùng hàng ngày là từ 10 tới 30 gram, tương đương 2 tới 3 thìa cà phê. Và sau đây là những công dụng mang lại khi uống mật ong hàng ngày. Thứ nhất là uống mật ong hàng ngày loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi, rất có ích trong việc tiêu diệt các gốc tự do gây hại, làm ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Khả năng này của mật ong giúp bạn giảm bớt những chứng bệnh liên quan tới suy chết, oxy hóa. Pha mật ong cùng với nước trà sẽ làm tăng lượng flavonoid và phương pháp hiệu quả trong việc điều trị suy chết, oxy hóa. Bạn có thể dùng một tách trà mật ong vào buổi sáng để khởi động ngày mới, năng suất và hiệu quả hơn. Duy trì sức bền khi tập thể thao bằng mật ong. Mật ong có khả năng giúp duy trì đường huyết và glycogen trong cơ thể, bổ sung năng lượng cho cơ bắp và cơ quan nhờ vào lượng carbon hydrate. Bên cạnh đó, mật ong còn giúp gia tăng sức bền cho những người có thói quen luyện tập thể dục thể thao. Một bình nước ấm mật ong là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho bạn trong quá trình vận động đấy. Thứ tư là uống mật ong hàng ngày giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua công dụng giúp ngủ ngon của mật ong rồi đúng không nào? Mật ong có khả năng thúc đẩy sự giải phóng hormone melatonin trong não bộ nhờ sự kích ứng tuyến tụy tiết ra insulin, từ đó giải phóng tryptophan lên não. Tryptophan chuyển hóa thành serotonin và chất này sẽ chuyển thành melatonin tại tuyến tủng. Melatonin là một trong những hormone có tác dụng điều hòa nhịp điệu sinh học của cơ thể, mang đến giấc ngủ ngon và khả năng tăng cường miễn dịch, tạo điều kiện cho việc phục hồi các mô trong quá trình nghỉ ngơi. Thứ năm là giảm ho nhờ uống mật ong hàng ngày. Từ xa xưa, ông cha ta đã dùng mật ong như một loại thảo dược giúp trị bệnh ho hiệu quả. WHO cũng đã khuyên dùng mật ong như là một phương thức tự nhiên chữa bệnh ho. Một nghiên cứu được thực hiện trên những trẻ em từ 2 tới 5 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp. Trên đã cho thấy kết quả những trẻ em từ 2 tới 5 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp đã cho kết quả rằng uống mật ong hàng ngày trước khi đi ngủ có thể làm giảm ho hiệu quả hơn so với việc dùng thuốc. Thứ 6 là uống mật ong hàng ngày hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Mật ong có tác dụng kháng khuẩn và gia tăng số lượng lợi khuẩn có trong hệ tiêu hóa, cụ thể hơn là đường ruột. Mật ong còn có thể ngăn ngừa bệnh dạ dày, hỗ trợ chữa lành những vết loét tổn thương trong đường tiêu hóa. Thứ 7 là giảm trào ngược dạ dày thực quản nhờ mật ong. Trào ngược dạ dày thực quản xảy ra do sự co thắt giữa thực quản dưới kém, dẫn đến dịch từ dạ dày trào ngược lên trên, gây viêm thực quản. Các triệu chứng phổ biến của trào ngược dạ dày thực quản là ợ nóng, khàn giọng nhẹ và ho. Đặc tính kháng khuẩn và giảm viêm của mật ong có thể hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực quản, kết cầu nhầy và kết dính của mật ong, còn giúp tạo lớp phủ ở thực quản, hạn chế chứng trào ngược dạ dày. Thứ 8 là uống mật ong hàng ngày giảm LDL trong cơ thể.
LDL là một loại lipoprotein vận chuyển cholesterol được sản xuất ở gan và vận chuyển đến các cơ quan thông qua máu. Nồng độ LDL trong máu tăng cao dễ gây tích tụ mảng bám ở động mạch, gây xơ vữa động mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng mật ong đúng cách hàng ngày sẽ giúp bạn hạn chế gia tăng nồng độ gluco trong máu, giảm cholesterol, LDL và triglyceride. Thứ 9 là uống mật ong hàng ngày hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mật ong chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có ích, đặc biệt là flavonoid và các polyphenol. Flavonoid là một chất có khả năng làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành thông qua 3 cơ chế: cải thiện tình trạng giãn mạch vành, giảm đông máu tiểu cầu và ngăn quá trình oxy hóa lipoprotein tỷ trọng thấp. Chúng ta vừa đi qua là 9 tác dụng của mật ong với cơ thể. Vậy uống mật ong như thế nào thì đúng cách? Hãy cùng Diệp đi hết video ngày hôm nay nhé! Bạn có thể uống mật ong vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, tùy mục đích sử dụng của mình. Cách pha mật ong cũng rất đa dạng, có thể pha với nước ấm, sữa, trà, nước trái cây, sinh tố hoặc dùng mật ong như gia vị trong nấu ăn. Tuy nhiên, bạn nên chọn những sản phẩm mật ong có chất lượng để đảm bảo về sức khỏe và an toàn thực phẩm bạn nhé. Bạn cũng có thể sử dụng mật ong từ hoa cỏ núi rừng Tây Nguyên như chai mà Diệp đang cầm trên tay đây. Đây là mật ong tự nhiên, hoàn toàn thu hoạch từ mật ong nguyên chất của hoa cỏ núi rừng Tây Nguyên. Và mật ong này chính tay Diệp đi hái về cho các bạn nhé. Nếu các bạn nào mà chưa có mật ong thì hãy để lại một bình luận để Diệp có thể được hỗ trợ cho bạn ngay nhé. Đó là những gì mà Diệp muốn chia sẻ đến bạn trong ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy để lại một bình luận và đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Tuy nhiên, bạn nên chọn những mật ong từ những nơi sản xuất có uy tín để đảm bảo cho sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm bạn nhé. Cũng như là chai mật ong trên tay Diệp đang cầm đây là mật ong được hái từ hoa cỏ núi rừng Tây Nguyên, 100% về tự nhiên. Nếu bạn đang tìm kiếm những chai mật ong nguyên chất như thế này thì hãy để lại một bình luận ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác với bạn và hỗ trợ bạn ngay nhé.